Hi, Đào Bá Lộc xin được gửi lời chào tới tất cả các độc giả của Gieo Anh News. Đào Bá Lộc nghĩ là Lộc sẽ cho 2 năm vừa rồi của Lộc ở thang điểm là 775. Đầu tiên Lộc nghĩ là có một cái thang điểm mà Đào Bá Lộc sẽ không bao giờ tự cho mình, mà cái này là một cái điều thật lòng luôn. Lộc chưa bao giờ quá hài lòng với bất kỳ một cái MV hay một cái màn trình diễn nào cả, hay tới bất cả những cái thứ gì mà mình làm khi mình nó vừa phát sóng á, thì cái mà Lộc nhìn thấy được trong đó chỉ là những cái thiếu sót thôi. Maybe là nửa năm sau đó mình mới coi lại ha, mình mới cảm thấy là hay. Cho nên thật sự nếu mà thang điểm mà cao nhất mà Đào Bá Lộc cho bản thân mình á, với một người mà bị chủ nghĩa hoàn hảo thi thoảng hơi tiêu cực như Lộc, có lẽ là 8. Và 2 năm vừa rồi thì Lộc nghĩ là Lộc sẽ cho Đào Bá Lộc 775 điểm. Lộc nghĩ là Lộc hoạt động đến tận 200% lần. Bởi vì Lộc tin là tất cả những ai mà không cần phải là quá là fan của Đào Bá Lộc đâu, những ai mà có theo dõi, có quan tâm tới một vài sản phẩm của Lộc thì biết là Đơn Phương nè, Thanh Xuân nè, và tất cả những thứ Lộc làm cho tới tận ngày hôm nay, những điều mà Lộc nói, hình ảnh mà Lộc định hướng đều do chính Đào Bá Lộc tự tay quyết định hết tất cả mọi thứ. Nên Lộc nghĩ là ngồi ở đây ngày hôm nay thì riêng ngày hôm nay thôi Lộc đã phải chạy hết 200% cái motor của mình rồi. Có một lần mà Lộc cảm thấy nhớ nhất, và đó cũng là lý do mà khiến Lộc quyết định là mình sẽ quen người này sau 13, 14 gì đấy, người mà mình đã cảm thấy không hợp. Đó là khi mà hai đứa chỉ mới tìm hiểu nhau sơ sơ thôi. Nhưng mà vào mùng 1 Tết cũng là một ngày mà rất là khó để tìm phương tiện như ngày hôm nay. Lộc ở quận 2 và không có cách nào mà để Lộc có thể đi từ quận 2 mà qua Thủ Đức để chúc Tết ông bà nội cả. Nhưng mà mùng 1 thì ai cũng bận, và đặc biệt ảnh cũng là con trai mà người nhà Hà Nội nữa, mà vẫn dành thời gian để qua nhà chở Lộc đi gặp ông bà nội, chở Lộc đi ăn chiều một tí, sau đó lại phải trở về nhà để lo phận sự con cái của ảnh. Nên là cảm thấy người này mình có thể gọi là tin tưởng và gửi gắm được những cái họ rất là quan tâm gia đình của họ, và cũng quan tâm những cái vấn đề mà liên quan đến gia đình của mình nữa. Thực sự là Lộc không có nhớ được là 7 lần hay 8 lần hay 9 lần hay là 3 lần, 4 lần. Nhưng mà Lộc không biết là cụm từ này ở đâu ra. Lộc thì cảm thấy rất là buồn, bởi vì Lộc không ngại, Lộc chưa bao giờ cảm thấy phải hối hận với những điều mà chính bản thân mình nói ra cả. Lộc luôn tâm trạng rất là cởi mở. Lộc chỉ ngại những cái điều mà không phải do mình nói ra mà do người ta tự viết nên, mà mình không có cơ hội để nói về điều đó thôi. Còn ngoài ra thì tất cả những chuyện mà tình yêu, tình cảm, mình đã từng quen bao nhiêu người, mình yêu bao nhiêu người, thật ra trước khi tất cả mọi người biết đó là người yêu của Lộc đã là người biết đầu tiên, ba má Lộc, người thân Lộc, và đặc biệt là người yêu. Và hoàn toàn thì anh rất là thoải mái với những cái điều đó. Lộc thi thoảng vẫn gặp có một vài người bây giờ là bạn bè, thì thi thoảng vẫn tìm để gặp. Có những vấn đề nó liên quan tới công việc của họ, mình cần lời tư vấn thì mình vẫn tìm để gặp. Và thi thoảng đi đâu đó thì vẫn thấy, Lộc cảm thấy hoàn toàn rất là thoải mái. Lộc nghĩ là chúng ta cảm thấy bất an khi mà những cái mà mình đang có nó không có ổn. Còn ngoài ra khi mà thật sự là mình thấy những cái mình có nó đang khiến mình rất là hài lòng, thì khi mình gặp lại người cũ thì nó cũng là một điều rất là bình thường, như gặp lại một người bạn ở ngoài phố đó, hai giờ này khỏe không kiểu vậy. Tất nhiên là Lộc không làm vậy đâu, mọi người cũng không cần thiết phải làm vậy đâu. Nhưng mà thật sự thì Lộc thấy rất là bình thường. Không phải là tất cả những người cũ Lộc đều giữ mối quan hệ. Lộc nhớ là tính tới thời điểm hiện tại thì chắc là Lộc chỉ còn nói chuyện với ba người bạn, người bạn cũ hiện tại là bạn đã từng tìm hiểu nhau thôi. Còn ngoài ra thì người yêu cũ thì Lộc không có giữ liên lạc nhiều. Nhưng có một cái điểm như thế này, tức có nghĩa là thật sự thì chia tay thì như mà Lộc đã nói, nó không phải lúc nào nó cũng êm đẹp, và họ thì chắc chắn là không phải là một người yêu tốt. Tuy nhiên Lộc có thể khách quan mà thấy cái người đó ở trong xã hội thì họ là một người tốt. Họ với mình nếu mà là bạn thì sao, nếu là đồng nghiệp thì sao, và họ với đồng nghiệp và thế giới quan của họ thì họ là người tốt. Bởi vì đầu tiên trước khi là người yêu thì chắc chắn là phải là bạn với Lộc trước cái đã. Và Lộc không có cái tư tưởng mà ảnh sao cũng được, chỉ cần ảnh tốt với ta là được. Không, Lộc không bao giờ có cái suy nghĩ đó. Bởi vì khi mà mới thì cái gì nó cũng sẽ khiến mình hứng thú, bạn bè hay đặc biệt là người yêu. Khi mà mình hết thích nhau rồi thì cái cách mà mình cư xử với nhau nó sẽ giống cái cách mà người đó cư xử với những cái người bình thường ở ngoài, mà không có đem lại lợi ích gì cho họ cả. Nên là Lộc vẫn rất là tự hào nha. Bởi vì những người yêu cũ của Lộc có thể là trong tình cảm với nhau không tốt, nhưng mà gặp lại và Lộc vẫn tin tưởng là họ là người tốt, và Lộc không có gì áy náy hay có những cái gì tiêu cực hơn để nói về người yêu cũ của mình. Lộc luôn nghĩ về điều này. Lộc nghĩ là đúng như cái điều này nói, là từ người yêu trở thành bạn rất khó. Chỉ có duy nhất một trường hợp thôi, là hồi đó không có yêu nhau quá nhiều. Thật sự đối với Lộc cũng như thế. Hai người mà hiện tại Lộc làm bạn hồi đó chắc là con nít đó, chỉ cảm nắng nhau thôi, hơi thích nhau một tí, và bây giờ thì cảm thấy rất là phè phỡn, thoải mái, tất cả các thứ như một người bạn. Nhưng chắc chắn là bởi vì cái lý do là hồi đó chưa có yêu nhau đủ nhiều. Nên là thật sự hỏi Lộc thì Lộc tin là để từ người yêu trở thành bạn rất là khó. Chỉ có trường hợp là hồi đó mình chưa có yêu nhau đủ nhiều thôi. Với Lộc là vậy. Tại vì theo thời gian Lộc cảm thấy là Lộc rất là mong muốn có một ngày nào đó
mà Lộc cảm thấy thoải mái và tự tin có thể chia sẻ người yêu của mình với cả thế giới. Lộc không có nhu cầu đó, nhưng Lộc nghĩ đó là một cái điều mà ai cũng mong có thể làm. Giống như chuyện là Lộc không có nhu cầu kết hôn, nhưng mà giữa người đồng tính với nhau kết hôn một cái quyền căn bản giữa con người với con người. Nên dù là tôi không cần, nhưng tôi vẫn mong là một ngày nào đó cái quyền đó nó sẽ được. Tất cả mọi người đều được có cái điều đó. Nên là giờ gần đây thì cái mong muốn trong Lộc nó nhiều hơn, nên là Lộc mới chia sẻ về người yêu của Lộc nhiều hơn. Đó là lý do. Thật sự là chưa, Lộc chưa bao giờ tính đến chuyện hôn nhân, tức nghĩa là có mơ ước về hôn nhân. Bởi vì tình yêu tuổi teen gà bông lắm, 17 tuổi là Lộc đã có người yêu rồi. Tức nghĩa là khi mình gần một người thì mình có mơ ước là, dĩ nhiên là ai cũng sẽ mơ ước là câu chuyện nó sẽ đi được rất là xa. Tuy nhiên là có một cái thực tế là những cái mối quan hệ trước đây của Lộc nó không có được kéo dài và hai đứa không có hợp. Tức nghĩa là ước mơ là một chuyện, nhưng mà nó trở thành một cái nhu cầu mà mình có cái động lực để thực hiện điều đó hay không thì chưa. Maybe những năm gần đây thì có, bởi vì tụi Lộc đã bước sang năm thứ tư ở cạnh nhau rồi. Còn trước đây những người khác thì nó không được quá 3 tháng mà có thể là sẽ có mong muốn kết hôn, còn hiện tại thì chưa. Và đó là lý do đó. Lộc nghĩ là cái điều này là đúng. Tại vì giống như cái gu thời trang, quần áo, ăn uống của mình theo độ tuổi nó cũng khác. Thì Lộc nghĩ là tuổi Lộc bây giờ chắc là đã xếp vô bà chị, đàn chị gì đó rồi. Tư tưởng của Lộc nó cũng khác luôn. Mà đúng như bạn nói là thật ra là thời gian nồng nhiệt ban đầu của Lộc với người yêu đó, vào năm đầu tiên nó sẽ không có quá kéo dài đâu. Nó tầm được 4 đến 5 tháng. Nhưng mà có một cái điểm thay đổi rất là rõ ràng, đó là các bạn biết sao không, cái gì á mà đã cũ rồi mà nó vẫn làm mình thoải mái thì do chính là cái điều đó đó. Chúng ta có những cái áo mà rất là đẹp, mình mua về mình chỉ mặc được một lần, còn có những cái áo mà cũ rồi nhưng mà mỗi lần mình cảm thấy là phải tìm cái gì đó nhanh, mình đều xỏ vào cái đó và nó làm mình cảm thấy rất là thoải mái. Đó là sự hòa hợp. Và hiện tại người yêu của Lộc cũng như thế. Lộc không cảm thấy là có những cái mà rộn ràng hay đam mê gì đó nó quá nhiều, nhưng mà Lộc cảm thấy ảnh như là người nhà vậy đó. Khi tất cả những gì mà mình có vấn đề thì đầu tiên, hồi xưa thì mình sẽ nghĩ đến ba má đầu tiên, còn bây giờ trong vô thức mình sẽ nghĩ đến người yêu của mình đầu tiên. Và mỗi ngày khi đi làm về mình cảm thấy có ảnh ngồi đó mình cảm thấy rất là an ủi, như là một phần thì tính đến thời điểm hiện tại nó giống như là gia đình. Nên Lộc nghĩ là đó là cái điểm khác biệt. Nhưng mà còn có khác biệt hay không và khi lớn thì mình yêu có khác hay không thì có đó. Lộc nghĩ là nên đó. Và Lộc với người yêu Lộc cũng thi thoảng cãi nhau khá lần, bởi vì Lộc cảm thấy là anh không có chủ động. Giống như là câu hỏi được đặt ra đó, Lộc nghĩ là đôi bên cần phải chủ động để vun đắp cái điều đó nhiều hơn. Cái điều này chắc chắn là có. Thật ra đúng, thật sự là như vậy. Bởi vì như mà Lộc đã chia sẻ trước đây á, thì bạn bè trong giới thì dĩ nhiên mình có rất là nhiều người quen biết, nhưng mà Lộc nghĩ là ai cũng bận rồi sẽ rất khó mà mạo muội khi mình nhận ai đó là bạn thân của mình. Bạn bè thời đây trước đây đi học thì vẫn còn có, như Lộc vẫn còn gặp bạn cấp 2 này, cấp 3. Nhưng mà thật sự thì ai cũng bận rồi, và cái thời gian mà, bởi vì cái thời gian biểu nó khác nhau. Nhưng mà đúng như Lộc nói đó, bạn thân nhất của Lộc ở nhà maybe là cái tivi nè. Hiện tại thì Lộc đã có em bé ở nhà, bé nâu poodle 1 tuổi mấy. Khi mà người yêu xuất hiện ở trên kênh YouTube mà có gây xáo trộn hay không thì không đâu. Tại thi thoảng là xuất hiện cái tay của ảnh nè, giọng của ảnh một tí, rồi cái chân, cái đùi, cái bụng. Lộc cảm thấy là ở cái mức độ đó thì hiện tại cuộc sống của hai đứa vẫn rất là thoải mái. Có một cái điểm khác nha, là mỗi lần mà Lộc đi với trợ lý á, mọi người cứ tưởng là người yêu của Lộc cứ đâu đưa bàn tay đây coi và xem bụng coi có phải không nha. Thật ra không phải là mọi người, Lộc mà đã muốn giấu rồi thì nếu mà hỏi Lộc cách đây 3 tháng thì sẽ có lần cãi nhau mà khiến Lộc cảm thấy nhớ nhất. Còn trong cái quý 3 tháng gần đây thì tuần nào cũng cãi, ngày nào cũng cãi. Cãi mà cứ tưởng như là chia tay. Nên là cảm xúc của Lộc nó bị bão hòa rồi. Công việc của Lộc nó khiến Lộc rất là bị stress. Và người yêu Lộc thì anh cũng có những cái mà bận rộn của anh. Nên là hai đứa mà gọi là điên lên. Hầu như là lần nào cũng chia tay hết luôn á. Lộc nhớ có một lần gần đây nhất á là chia tay rồi nhá, xong cái Lộc bảo đi về đi nhá. Sau đó anh ngồi nghe bàn á, Lộc đi vào phòng thay đồ, cái lát đi ra thấy ngồi đó khóc. Khóc mà khóc con nít đó mọi người. Lộc mắc cười quá nhưng mà Lộc không dám cười. Nhưng mà sau đó Lộc mới nhận ra được rằng á, thật ra là đàn ông á, giống như mọi người hay nói, dù là có lớn tuổi thì đi thoảng ảnh vẫn là một đứa con nít thôi. Nên là, và ngay cả bản thân mình cũng vậy. Nên là thôi ok, cái gì lướt qua được thì lướt, Lộc cũng thấy đó. Lộc đọc hoài luôn, đó là sở thích của Lộc luôn, Lộc mê lắm. Nhưng mà Lộc cảm thấy bình thường lắm, Lộc không biết phải diễn tả như thế nào. Hiện tại có lẽ là Lộc đã có người yêu rồi nè. Và ở nhà là con chó nè, em cún nè, Lộc gọi là con nè. Thì tất cả mọi thứ trong mình đột nhiên nó ở một cái trạng thái rất là ổn định. Nên là khi mình đọc mấy cái đó mình cảm thấy mắc cười thôi. Mình cũng không có bất kỳ một cái cảm xúc nào đó quá đặc biệt để tiêu cực với họ cả. Lộc nghĩ là nên chung sống một cách chan hòa, bởi vì như nhà bác học Robert Einstein có nói, không thể chống lại những kẻ ngu bởi vì chúng rất đông.
Có chứ, Lộc rất là áp lực nha. Khi mà Lộc ngồi ở nhà một mình, Lộc rất là áp lực. Nhưng mà Lộc khi ra đường, khi mình gần gũi với chúng sanh, mình không áp lực nữa. Tại vì mình đã biết là mặt bằng chung xã hội như thế nào và cũng còn tự tin. Đầu tiên là tu cái cửa miệng lại. Mỗi tối thì Lộc có đọc chú Đại Bi, không quan tâm đến những vấn đề không liên quan tới mình. Và ngủ thật là nhiều thôi hết. Thật ra chăm sóc thì Lộc nghĩ là ai cũng chăm sóc, nhưng mà cái cốt lõi chính là từ bên trong, định luật bảo toàn năng lượng á cho mọi người. Nên là tất cả những thứ mà mình tiếp thu, những cái mà mình nói ra, nó sẽ ảnh hưởng lên trên cái cơ thể của mình. Nên là giống như Lộc nói á, quan trọng nhất là khỏe mạnh và cố gắng để mà đầu óc mình nó lương thiện, là đột nhiên khi mà mình hạnh phúc và khỏe mạnh thì mình nó sẽ đẹp. Như mà Lộc nói đó, đây là Lộc bắt đầu có suy nghĩ về điều đó, nhưng mà nó chưa thành một nhu cầu thật sự. Tại vì trước đây thì như Lộc nói là Lộc mà chia tay với anh quá, nhưng mà hiện tại thì chưa đâu, nhưng mà bắt đầu nhen nhóm rồi. Khi nào mà Lộc có thì Lộc sẽ la làng cho mọi người nghe. Là một đám cưới, là tại vì cái tính Lộc nó hơi kỳ nên Lộc không có nhiều bạn lắm. Lộc nghĩ là Lộc muốn ở ngoài biển nè. Bạn bè của Lộc chắc tầm 7-8 người gì đấy. Họ hàng bên nội hoàn toàn không, bên ngoại ô không luôn, ba má hai đứa thôi là được. Có, nếu mà có thì chắc Lộc sẽ hát. Lộc có viết tặng 1-2 bài cho ảnh, nhưng mà Lộc hy vọng là sẽ không có coi cái phỏng vấn này. Lộc định là vào một cái dịp nào đó thích hợp thôi Lộc mới phát hành. Đà Văn Lộc xin chúc tất cả các khán giả của Gia One News chúng ta sẽ có một năm mới thật là bình an, này, thật là vui vẻ, thật là nhiều sức khỏe, nhiều tiếng cười nè. Và song song với chuyện là mình thích coi những cái điều thị phi thì mình hãy coi những cái gì vui vẻ cho tâm hồn mình nó tích cực nha, ok?